You need help? You okay? We have a chicken back in there, okay? Yeah. You want to leave it on there for you? Water and everything, food in there. Okay, have a good night. Go that side. Yes. Okay, bye. Okay anh. Về đi, anh về ăn cái chicken back đi nha. Cho anh thêm hai trái chuối nữa đi. Anh thích ăn chuối không? Thích, thôi cho anh thêm hai trái nữa đi. Cho anh hai trái nữa đi, tội nghiệp không? Mới tù ra. Cho anh thêm chip, cho anh thêm chip kia hai lần luôn. Ừ, cho anh hai bọc chip nữa đi. Ờ, đó ông đi lợi nó gà để hỏi ông ăn không? Bỏ vô trong bọc đi anh Dũng. Xếp lại hết, bỏ vô trong bọc, cho anh cái bọc nữa đi. Cho anh cái bọc nữa đi. Hi, you want dinner? Come here, please. Hả? Hả? Lộc hả? Anh biết không đó hả? Việt Nam nữa hả? Trời ơi, sao mấy người này lạ quá vậy ta? Rồi bỏ hết đồ vô bọc cho Helen để khỏi lạc mất. Bỏ hết mấy quần áo vô cho Helen. Dạ, bỏ hết vô. Anh Việt Nam nữa hả? Trời ơi. Không. Bỏ hết đồ vô. Đó, về thay đồ ra nha. Rồi bữa nào em cho anh quần size 30 nha. Giữ ra dài mang nha. Ủa lấy bọc ni lông đó làm chi vậy? Ờ, ok, rồi đi về đi. Rồi cho anh nặng bịch đi. Cho anh nặng bịch đi. Rồi, có cái chiếc chùm bách ở trong đó nha. Nha anh. Cho anh hai trái chuối không? Cho anh hai trái chuối, cho anh thêm trái chuối với một bịch chip nữa đi. Đợi nó cho anh bên bịch chip nữa anh. Với trái chuối nữa. Dạ, yeah, bỏ vô bọc cho anh. Ok, good night nha. Ok, bye. Dạ, bye anh Dũng. Hẹn gặp lại nha. Thứ bảy tuần sau ra cắt tóc ngoài thư viện, ok? Dạ, bye anh. Ok. Cho hai phần. Mấy ông này thì không có cho mì gói tại vì người ta không có chỗ nấu á. Oh, very good. Yes, that's good. So we have a chicken bake in there, okay? Chicken bake, and I have a cold water in there too. Oh my God. Oh, you're so sweet. Take care, okay? Good night. Bye. Thank you for sharing your lunch with me. Uh huh. Take care. Bye bye. Yeah. You're so good, huh? Keep all the place clean, huh? You keep the place clean, huh? I got a rake too. I left the rake around the corner there. No. I went to CCR classes. I'm probably ordained in Catholic. You know what I mean? I'm probably ordained in a lot of different faiths. You know what I mean? But I'm really Catholic. Psalms. So you always Psalms, Psalms 31, Psalms 3, Psalms 5, and Ephesians chapter 6. That's why I'm happy. Uh-huh. I sit in the road. I wrote happy over there. Good. In so the you, road, are you stay there? I mean, my friend Mr. Chris, he sits over here in a box. Mr. Chris. He's still there now? Yeah, he stays over there. He right there now? I don't think so. I can give him dinner.
but my friend, older lady, older white lady, come to her name's Miss Miss Gloria, not Gloria, her name's Miss Janet. Miss Janet likes taking naps right here. So I'm smoothing it all out, uh-huh, in real level. I did it over there a little bit, mostly. I just started over here, but I put a little bit of bricks. So you sleep here at night? No, no. Where you sleep? I usually on that lot behind Costco's. Advil? I don't have the medicine with me. Sorry. Yeah. So you have the blanket? Yeah, I have blankets. I don't like it. I stay on this side of that lot sometimes. You know what I mean, everybody? There was a little tiny squirrel that I lived there 2 years ago. I lived there for like 5 months. And I woke up during the day. I was in blankets, you know what I mean? I looked like a tent. And a little tiny squirrel woke me up doing backflips on my chest. Wake me up. And there was a fire. A squirrel could have watched me burn. Wow. A little tiny squirrel, I'd gone back there and pay my respects to that squirrel. A little tiny squirrel, I was asleep. The squirrel woke up. What was going on? The squirrel's just doing backflips, just making beautiful squirrel noises. Saved my life. That squirrel could have watched me burn. Saved my life. You know what I mean? That's why I come back there. You know what I mean? Like, it's a lot. Okay. There used to be a weed club right there called Herbs. It's not there anymore. The Herbs. There's a paper company. You know what I mean? I stay on that lot sometimes. You know what I mean? Okay. Thank you, Miss. Thank you, man. What's your name again? Thank you. It was nice meeting you. Nice meeting you. Thank you. Okay. Thank you. What's your name again? I'm sorry. Helen. Okay. I'll give my prayers. Thank you. I remember your name is Scott. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So whenever I bring food over, yeah. I will stop by to give it to you, okay? Yes, ma'am. Thank you. Thank you for. All right. Thank you. Yeah. Thank you. Bye. Em đang đi phát đồ cái cô Mary Trần ở trong cái Mary Trần trong cái group Facebook á. Cô nói chị ơi, em có 15 bịch bánh mì này nè. Chị lấy chị đi phát giùm em luôn. Hai chị em ngồi đợi cái cổ đem lại nè. Giờ hai chị em có thêm đồ đi nữa rồi. Okay. For you guys. I have some chicken back for you, okay? Okay? 1, 2, you want it too? Oh, you want it too? Yeah. Okay. 1, 2, 3, you want dinner too? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How the other guy over there too? Wow, lots of people here today, huh? You want some dinner? Huh? No, you good? Okay, that's fine. Okay. So I give it to you. You have dinner, yes? No? What's that? I see some food in there. Taco? Oh, yeah, I saved it. You saved it? Okay. Take extra, right? Okay. Oh, that's one more guy, too. Yeah. Okay, that was it. That's your mind. I'll be good. If I'm good. Eight people. Wow. Wow. Busy. Okay, be back. Rồi một ông nữa, rồi ông đó cho sao đi. Rồi em giúp mọi người bịch đi, đưa cậu điện bịch đi, đưa cái tay ra. One bag for it, okay? Đưa cái tay ra, nó lấy cho em. Enjoy, we have a chicken back in there, okay? Thank you. You welcome. We have chicken back inside, okay? Rồi ông đó nữa thôi, được rồi đó. Thôi không có, ông kia không lấy. Diễm, ông kia không lấy. Ông kia không lấy. Ông kia không lấy. How are you doing? Okay. Rất okay. We have chicken back in there. Thank you. Uh-huh. Sorry, I don't have enough for everyone. Here, my friend. Be careful. Oh, thank you. You're welcome. Uh-huh. So extra for the woman, okay? Sit down. You cannot drink like that, my friend. Yeah. Sit, get it out. There we go. One more for you. One more, yeah. The space for you. You need it. See? Nobody left you like Helen. Right? Hey, I'm okay. You're welcome. Hey, I'll be a 40-ounce cover for you. Huh? Huh? Do you want some beer? He what? A beer. Oh, it's good, huh? I said order from Costco. I come straight over here. Uh-huh. Okay, enjoy your dinner, you guys. Thank you. Chicken back in there, honey. The chicken back. Uh-huh. Take care.
It's funny. When we give the guy homeless the over there. The big guy? Where? Yeah, give it's across the street. Right there, see by the lobby, but you can right here on the other side. Yeah, across the street. Huh? And the story. He's sorry. Yeah, he there by himself. Across the street. Big guy right there. He's sleeping right there. Oh, okay. Let I try to but go over there. He's sleeping right now. Huh? He's hungry. He hungry now? Yeah. You make me feel you bad. Go, you park like you go to the office. He make me feel bad. I have to stop by. Yeah. Even I don't know where is that. Yeah, you make him feel bad now. Yeah, because he said he's hungry. He couldn't sleep. I don't know. I feel so bad. So I have to stop by to find him if I can. I cannot walk away. Poor guy. Why? You look so appreciate. Don't cry. We love you guys. We always come over here. My friend. Of course. So you sleep here at night? Yes. Oh my gosh. You have enough the blankets? Yep. Okay, good. Yeah. Okay. You not? No, she have two blankets here. I got two. But why is too dirty here? Why you go to the wick there? On the wick it will be better dirt. The wick on the top, the wick is better. The duck here, you know what I mean? Mm. Because a lot of duck. Yeah. So over on the wick over there, on the wick, right there. Oh. On the top, the wick is less duck. Oh. You know what I mean? I know sometimes. But I mean just at night. But the daytime is here. No, we go across the street over there. Oh, you guys live over there at night on the street? I don't live on the street. I was created. Do you? Huh? I was created. I'm not a child, Mama. Over there. Okay, go find your friend over there. We'll see. You come out 11 o'clock and you see everybody over there. Huh? About where? I don't know. Across the street. Oh, I caught the street over there, huh? Hey, come and buy me a beer. Bring the beer. Beer? Come back. We just have only money for food. You get hungry. Why you have to drink beer but no eat? Not good. No. Have to be eating dinner first. This guy. Be careful. It's just get up and eat. It's just pick up the other meal. You finish it off. See, it's drop on your clothes. Rebecca, why? Oh my God. I told you. Do you like the insure? Yes. You like milk? Okay. Good to know. Nutrition. See, everybody enjoy. Thank you. God bless you. You're welcome. Okay, have a good night, you guys, okay? I'm leaving. Be back around soon. Don't forget Raul over there. Yes, you already make me broken heart. Oh, I couldn't walk away. I'm sorry. I have to stop by to find him if I can, okay? Yeah. Hey, that's it. Yeah. Let me tell you something. Huh? We're like to hear all this we wish her. Like wars. What? People starving of food? Uh-huh. Hey, see? Oh. Yeah, I got food right there, the bike. I got food there. How about the people that we need food over there in the war? Uh-huh. Okay. You guys have a good night, okay? I'm leaving. I still have some to give people, okay? All right. Have a good night, honey. Thank Take you. Care. Uh-huh. Bye-bye. Ở bên kia có một ông ở bên đây nè, ông bên đây nè, ông nói bên đây có ông bên đây nè, ông nói có một ông bên đây, ông đau bụng ông ngủ không được, bây giờ ông chỉ mình qua đây để mình qua mình kiếm thử coi thấy không nha, ông đang ngủ trong đây nè, coi thấy không, ông nói đói bụng ngủ không được, bởi mình qua đi kiếm ông thử coi mình gặp không. Hey.
me. You want a dinner? You don't remember me? Oh, yeah, okay, dinner. Oh, my God. Oh, my God. Why don't you take the picture of me? You don't let me take the picture? Yeah. Always, you always willing when I'm here. Okay, take you know, picture. I am your friend over there just told me you hungry, you cannot sleep. Okay. So she show me how to get here. Okay, yeah, all right, thank you, take picture. We have the chicken back in there. Oh, okay, thank you very much. So you eat anything, yes? Everything, no, I'm okay. See, we have chicken back in there. No, okay, thank you. All right. Yeah. You yeah. sleep here at night? Yeah. Wow. And that other little short guy and that other old man. Oh. 3 or 4, yeah. Already? Yeah. So the people there will be come people over here. People close, right now close. Oh. Tomorrow they open 9 o'clock. Uh-huh. And then you so, wake, you guys. Yeah, we go at 7. Okay, you wake up and you clean up your yeah, place. Yeah, clean up, yeah, and go, yeah. Okay, that's good. All right, thank you. Oh, you have an eye over there too, huh? Yeah. Oh, okay. Thank you, okay. Take care, okay? Thank you. God good bless to see you. You. Yes. All right, thank you. Take care. Bye. Okay, bye-bye. Cả nhà, ông đang ăn. Ông đói quá, ông ngủ không được. Mấy ông kia nói, có ông bên đó đói lắm, ông ngủ không được kìa. Đó, ông chị qua đây kiếm, ông gỡ ra ông ăn, thấy không? Đó cũng kiếm được ổng rồi thấy không có feel không feel khó chịu không feel bad. Bây giờ hai chị em còn 8 phần đang chạy xuống story với lại 15 ổ bánh mì cũng chưa cho sợ ra này thiếu rồi cho người thiếu người không có công bây giờ mình ra mình cho bên kia mấy người cứ ra ở dưới suối đó người ở dưới suối luôn mình ra coi cái khu này mình cho xong rồi mình ghé 7-Eleven mình cho. Okay, cho này bật trước đây Diễm, cho nó đi Diễm. Cho này bật trước đây Diễm. Yeah. Give it to him. Hi baby. Hi baby. Dice ella inglés que no le. Hi baby. Hi baby. Dale que dice de like. Hi. You want in now? Yeah. Cho ông này bật luôn đi cưng. Hi baby. Hi. Have a good night, you guys. You too. Come on, beauty. You see somebody over there too, right? Yes, please. Yeah. Please. Yes. Okay. Good night. Uh huh. Hey. Hi, baby. She's so sweet. Okay. Bye. Yeah. Garage. You want dinner? Yes. All right. Give him a. Giúp thêm bát đi em Diễm. Cho ông một bình đi Diễm. Can we coffee? Huh? No, I have coffee, but I have a drink like orange juice and water. Please. We want to cool it down. Like we have ice there. It's just ice? Cool. Yeah. No, I just put in the ice, so that's why okay. They're very cool. Okay. Chicken back in there. Thank you. Banana. All right. Have a good night. Thank you. Uh huh. One more Diễm ơi. Có ông nữa Diễm. One more for him. Yeah, Diễm. Like peanuts or. No, we don't have that. Sorry. Thank you. No, sorry. Thank you. Good night. Good night. Good night. Your tent over there? You want some dinner? Yeah. Wow, you have the blankets. Very nice. It's a friend of mine stuff. So you have the animal too? Why you have that? This is my friend's stuff. Him and his girlfriend. Okay. Just come over here. Get food, okay? Yeah.
John bọc đi em. Yeah. Oh, that's nice. They give you the blanket. Very nice. No, that's his blanket. That's not my blanket. It's his blanket. Oh, his blanket? Mm-hmm. Do you have the blankets? I got you. Okay, you got one? Okay, you good, honey? Yes? Mm-hmm, thank you. Oh, okay. Thank you. I didn't know. It's everything in the back. Thank you. I appreciate it. Uh-huh. Take care. Uh-huh. Mình hết bánh mì mình cho giờ mình còn hai cái bánh mì đi vô được bỏ vô hai bịch hai ông làm hai bịch luôn đi mình đi luôn cho ông này đi ông này từ từ diễm đi dầm dầm diễm rồi đưa ông đi đưa đứng bên hông. You want some dinner? Some sandwich? Okay. Yeah, đưa ông. Have a good night, honey. Uh-huh. You like some food? Yes, please. I just thinking you say no. when you give me the handbag, I was just thinking you say no. Okay, you, that's one you can save for tomorrow. Cheese, very nice. Cheese? I like cheese. Cheese. You say cheese. Thank you, honey. Good night. Đồ ăn của bánh mì của Helen, cái chicken bake, cái đồ đạc Helen cho hết rồi đó. Nãy còn sợ ra này thiếu mấy cái 15 ổ bánh mì, 15 bịch bánh mì ngọt của cô bé đó đó. Trong xe cũng còn chip chứ còn nước. Sợ cho mấy người kia nhiều quá rồi ra đây sợ thiếu á. Mà giờ thì ra đi phát bánh mì. Đi phát bánh mì của cổ đây. Ra dãy này hình như có mấy người ngoài này nữa nè. Tại ngoài kia hồi nãy là mình đã cho cái chicken bake rồi. Nếu mình cho bánh mì nữa nhiều quá để mình chia ra mấy chỗ này người ta thiếu. Ở thùng nước đá mình vô kêu rột rạc này vậy. Chắc chút nữa xong cái mình đổ nước ra luôn đi chị. Đây sau này có nước đây nữa nha. Từ từ có nước dưới chừng đặt xuống nước luôn nha. Chừng nước luôn nha. Giờ là 9 giờ kém 10 phút buổi tối rồi đây. 9 giờ kém 10 phút lần đầu tiên đi phát buổi tối như vậy nè. Where he sleep? Here. With kid here? Somewhere here. But he sleep with kid outside? No, not outside. Huh? Not outside. Oh, they have the place to live, right? Yeah. Okay, that's good. Oh, what? You gonna help me? No, I just worry when I see the kid on the streets, you know? Are you gonna help me or what? Just checking to make sure the kid have the place to live. How's the job? Huh? Help him out. Huh? The job. The what? The job. The one you asked me? Yeah, you can work. We have ID. Oh, he go to work already? No, he have ID. Me, no ID. Oh. Well, I think one guy over there too, right? Yeah. You know? Yeah, one more then. Call them. Come over. Call them, please. Memo! Máy bật đó. Hey, bóng bật. Okay, rồi. Cái này sao? Không, cho Đà Nẵng một bịch đi. Tại nó có nhà nó ở rồi cho nó một bịch với ba nó được. Từ từ Diễm ơi. Yeah. Oh, me, nothing. No, xong cho này, xong cho này. Đưa đi. Đưa bật đi, đưa bật đi. Chị, you have any socks? No, not tonight. Cho thằng này bật đi, cho thằng này bật chứ. Two. No, one. Two for my girlfriend. No, where's it? Inside. I have to see a billboard. Sleeping. Sleep, it's okay. Okay. Cho bạn gái nó bật luôn đi. Hey, come on, you. The guy over there, he not come over? That's one, it's okay. Tomorrow hey, again. I think where? What? No, this is drinkers. Oh, the corner is drinker. No, yeah. Don't stop by there. So hey, I see the guy in the garbage. So he's. Forget it. He slept there. Yeah, two more in there. I did in the shopping, right? Yeah. I did. So they have the room to live. Yes. Yeah. Okay, that's good. Okay. Hey, come me. On, you. How much? Hey, you have no socks. Not sock tonight, just food, okay? Next week? I don't know. Next time? I'm not promised. Hey, come on, you. Okay, bye, good night. Bye. Uh-huh. We have food, water, and orange juice, everything in there, okay? And chips too, okay? Have a good night. Oh, MD Plum, okay? You have the video with David. Okay. Brum, do you have blankets? Huh? Do you have blankets? I don't need one. You have a new one? Good.
your radio blanket can help me. Right? Huh? You want ready a blanket. Oh, I ready a blanket. Oh, oh, okay, got it, got it. Oh, I warm you up, right? Okay, enjoy. Bye. Dạ, ông ngồi ăn chip, ông uống nước thấy nè, thấy không? Dạ, ngồi ăn chip uống nước đó, thấy không? Hay là hỏi ông chứ, ông có muốn mền không? Ông nói cô làm blanket rồi đã, giống như là mình giống như cái mền là làm cho ông ấm lại rồi. Không nói mình nói, ủa, ông nói gì không hiểu gì hết. Nhưng hồi suy nghĩ ra ông mới nói là mình đã qua mỏng giống như là mình qua mắp mình đã làm cho ông ấm rồi ông không cần mền. Rồi chín cho mấy có người hả? Ok ok. Diễm vậy nó đình nó môi móc cho có người đặng cho không biết ở đây hay Việt Nam lắm đó. Xe này cũng vậy nữa mà không biết ông này ông ấy không thôi. Xe đó cũng ở ngoài đường ngoài xe vậy đó. Đang còn đứng đó không? Rồi. Còn chứ. Không biết có bị ấy hay bị rượt nữa hay gì em. Ông này thấy ông cũng bậm trận lắm đó nha. Mày dám ra không? Để chị hỏi ông nha. Thấy ông nhìn thấy ghê quá chị. Chị hỏi ông này. You want something to eat? Việt Nam phải không? Em trai Việt Nam phải không? Có ai cận dạng không cưng? Hả? Đi nước uống không anh? Không hả? Có lấy gì uống không? Không hả? Không trả lời đi gì là biết không rồi đó. Cài rồi, cài kẹo ở đây đó hả? Dạ. Bữa hôm đó kẹo xinh hay lạnh cái gì quên rồi ta? Bữa đó kẹo xinh hay lạnh gì quên rồi? Không nhớ nữa. Ừ, bà kiếm kẹo hoài đâu có được. Rồi giờ dạ. Không nhớ gì luôn. Dạ chị. Bây giờ lấy đồ bánh mì đồ ăn đi ha. Ok ok. Ừ. Dạ cảm ơn chị. Giờ ở đây hả? Dạ. Che chỗ này chắc vài bữa bị đuổi quá kẹo rồi. Còn gì nữa? Dạ chị. Ừ. Dạ. Cho kẹo hai bịch đi Diễm ơi. Ừ, có hai người đâu. Boyfriend nữa hả? Chị có đem quần áo với đồ đó không? Thì that's why hôm đó đi kiếm kẹo hai lần. Ừ. Ừ, đứng xích ra đây đi. Rồi ở đây mấy bữa rồi? Cũng được hai ba bữa rồi. Vậy đó hả? Dạ. Cạo đầu hay gì rồi? Cạo, of course, cạo rồi. Sao vậy? Ngứa quá. Ờ vậy hả? Có đi tắm không? Có đi tắm không? Có tắm. Vậy hả? Đứng xích vô để xe kẹo. Dạ. Rồi bữa đó đem quần áo kiếm kẹo quá trời, chạy hai vòng kiếm kẹo quá không được. Dạ. Mà giờ kẹo cần gì kẹo nói coi rồi có gì mình cho. Thì everything, quần áo, đôi giày. Giày thì xe mấy? Xe 7.5, 8. Vậy hả? Quần áo, quần cũng cần, quần size gì? Small. Ừ, hình như để mình đưa đồ ăn cho kẹo xong rồi mình coi hình như trên xe mình còn quần nghe kẹo, để mình kiếm cho kẹo nha. Small, medium cũng được. Áo hình như mình cũng để mình kiếm cho okay. Cho kẹo hai bịch phải không? Dạ. Hai phần phải không? Ok. Ừ, kẹo cầm đi để hai lần kiếm đồ nha. Dạ. Ừ. Thôi kẹo rồi. Nè, thấy không? Thấy không? Được chị. Được không? Phải dưới, dạ. Ôi trời đất ơi. Hên dưới trời. Hên dưới vậy? Chị chưa chị. Ừ. Rồi để mình cho cái quần này nó hơi sexy mà không biết kẹo bằng dừa, thấy hơi nhỏ kẹo ơi. Hơi nhỏ không biết kẹo bằng dừa không? Được, đâu sao sure. Chật, yeah. Sợ chật cái lưng kẹo á. Không sao, không hả? Ok, Diễm cầm này cho chị, Diễm đi chị kiếm đồ. Sao, cảm ơn nha. Cảm ơn. Chị thích bút ngoài á. Ờ, I'll see you. Có quả không có đoàn hả con? Có, đợi em chút xíu anh ha. Chút xíu anh cho đồ kẹo. Đây cái tóc rồi ha. Dạ đúng rồi. Kẹo xe mờ đúng không chị? Nó rộng quá chị.
hơn là có đôi giày kẹo kìa. Ô cái này nhỏ hơn này kẹo ơi. Nhân 236 chị. Chùa. Dạ. Nhân sao rồi đấy. Chị áo không bận sai gì? Áo chị extra large. Đây cái này kẹo bận được, còn áo hơi tươi kẹo bận không? Hay là không được. Vậy đi cái áo này vẫn phục mình được. Nó vậy extra large hả? Ủa cái chung này chị có size nhỏ không? Hay chị không, có size 16? Đã xoay mình mới nói cái kẹo đó. Ừ, 16 thôi. Hôm nay lói mặt ách trượt này, cái này bự lắm nè, mà bự quá ha. Phải không? Đúng không? Size ổng bự lắm. Dạ, cái chuyên nha chị. Không có gì. Ok. Cho anh này bọc đồ ăn đi Diễm. Kiếp này kẹo ơi. Dạ. Bữa nào mình kiếm quần mình đem lại cho kẹo. Quần kẹo đó size gì quá này? Size small chị. Small hả? Dạ. Ok. Ok. Bye, kiếp này. Kiếp này em. Ừ. Dạ. Nha. Cho anh đó một bịch đi. Kiếp này anh. Năm gói đi ha. Năm gói mì ha. Ha. Có đồ nấu không? Có. Ok. Dạ chị, em xin cảm ơn chị. Ok, bữa nay cưng. Bye. Rồi được rồi, thôi vô đi. Thank you. Ừ, bye. Yeah.